Nhân dịp cái, thôi mình nói bên lề một chút xíu là nhân dịp cái vụ này đó thì tôi thấy một số các trang tin Việt Nam họ cũng đăng những cái tin tức liên quan bên lề thôi. Liên quan tới vấn đề mà cái nghề tiếp viên hàng không Việt Nam. Có trang thì, có bài thì nói rằng là, nói về gọi là những cái hoàn cảnh đằng sau hào quang của công việc làm tiếp viên. Rồi có bài thì nói rằng là nói về gọi là cái cảnh ở trong trong máy bay các tiếp viên ăn nghỉ sao. Thì nó có một cái bên lề này tôi cũng muốn hỏi tới nè, mà có lẽ mình sẽ nhìn thấy, mình bay nhiều thì mình nhìn thấy các cô tiếp viên hàng không Việt Nam, hoặc là tổng quát hơn là các cô tiếp viên hàng không Á Châu đó, thường hay có vẻ như là xinh đẹp hơn các cô tiếp viên hàng không gọi là Âu Mỹ. À, hãng máy bay là mấy hãng máy bay Mỹ ở đây là các bà bự bự không à, họ chống cái hoặc chuyện là mà... hoặc là các hãng máy bay gọi là của châu Âu đúng vậy. Thì theo anh nghĩ là tại sao mà anh có công nhận cái điều đó không? À, tôi hoàn toàn công nhận nhé. Nhưng mà hồi đó hãng máy bay Pan Am của Mỹ đó đẹp lắm, mấy cô đẹp lắm, tùy xưa rồi hả, năm tám mấy rồi đó, tùy theo cái hãng, nhưng mà đa số thì Mỹ nó không phân biệt nhiều nhé. Họ có cơ hội tại vì khổ cái ví dụ người ta làm cái nó là flight attendant đó, là nhưng, tiếp viên hàng không, tiếp viên hàng không đó. Nhưng mà khi họ làm lúc đó họ hai mấy tuổi, tới khi già cũng phải cho họ làm chứ không có đuổi họ được. Anh hiểu khó lắm, công đoàn này, công nó đoàn nó du nhìn đủ chuyện hết thì nó khó hơn những cái nước châu Á. Nhưng mà thường những châu Á thì họ tại vì cái hàng không, tại vì những cái hãng máy bay của châu Âu hay là Mỹ không có của quốc gia, đều tư nhân hết. Tư nhân thì tư nhân, thí dụ như hãng hàng không Việt Nam, mấy hãng tư nhân như là mấy hãng đúng rồi, kia cũng vẫn gọi là xinh đẹp như thường. Tôi đồng ý chuyện đó, nhưng mà thường thường Mỹ không có hãng nhà hàng không quốc gia. Ok, tất cả đều hãng tư nhân. Đâu có liên quan. Thì hãng tư nhân họ muốn làm gì họ làm. Cái nhất, thứ hai là chủ nhân quyền đủ chuyện á. Còn Việt Nam là cái bộ mặt của Việt Nam. Thấy không? Những cái nước như châu Âu, như châu Á mình, như là Việt Nam Airlines, Việt Nam hoặc là Hàn Quốc hoặc là Cambodia, đại hà mấy hãng nội địa đâu có bộ mặt gì. Thí dụ như hãng Việt Nam Airlines thì là hàng không của quốc gia, nhưng mà Bamboo Airlines hay là Vietjet này nọ trẻ tùm lum đó, nhưng mà toàn các cô xinh đẹp không. Tôi đang nói tiếp đây. Anh có bay trong nội địa Việt Nam mà đúng không? Tôi đang nói tiếp đây. Nói tiếp là tại vì họ thứ nhất á là tư nhân hàng không quốc gia, bộ mặt quốc gia. Họ thường thường họ tuyển những cô đẹp, như ngày xưa Việt Nam còn qua mình cũng vậy, hàng không tiếp hàng không Việt Nam xưa là ghê gớm, như mẹ cô Nguyễn Cát Quỳnh Diên rồi đó, bà Nguyễn Thị Mai rồi đó, đẹp lắm nhé, đẹp thời đó đó. Rồi những hãng khác thì họ cũng vậy, tại họ không thể nào mà lấy những cô xấu hơn cái hãng hàng không Việt Nam được. Okay? Cạnh tranh. Cái thứ hai nữa là cái người châu Á mình đa số đàn ông thích mấy cô mà phục vụ đẹp, thì cái hãng hàng không cũng phải tuyển mấy cô có được chút, để cho cái sự đó là cái gọi là thị hiếu của khách hàng. Thị hiếu khách hàng à, để có cái sự gọi là cạnh tranh, rồi cái sự gọi là nhiều khi người ta thấy cô đẹp quá ta bay theo. Thí dụ như là một doanh nhân đi, họ bay thường xuyên trong Việt Nam đi, không thấy cái cô tiếp viên hàng không của Vietjet đẹp quá, mấy cô đẹp của ảnh bay tiếp theo hoài, mặc dù Vietjet trẻ lê chia. À, thí dụ tôi nói thí dụ thôi chứ còn cái chuyện cho đó thì khác nữa. Riêng anh thì anh bay có khi nào mà anh lựa hãng nào vì gọi là sắc đẹp của các cô tiếp viên hay là vì cái gì khác? Không, tôi không nghĩ vậy, mà tôi thì tôi thích Việt Nam hàng không Việt Nam hơn. Tại đúng giờ. Đúng giờ với lại máy bay rộng lớn hơn, với lại nó không có cảnh mà nó chen lắng nhiều lắm. Thì nói chung vậy đó, đại khái vậy. Nhưng mà thật sự thì máy bay hãng Việt Nam nào thấy cô nào cũng dễ thương cả. Đẹp lắm, dễ thương. Tôi nghĩ có thêm một số điểm khác nữa nè. Thí dụ như là ở, tại vì anh nói là như thế nào đó, nhưng mà tại vì gần như là rất là hiếm hoi. Gần như tôi chưa có nhìn thấy một cái cô nào mà tiếp viên hàng không mà ở các cái hãng máy bay Mỹ này hay là hãng máy bay châu Âu mà có các cô xinh đẹp cả. Cũng tùy theo anh. Còn các cô lớn tuổi và không, các cô vậy. Tôi là... đi gì tôi biết, tôi đi Boston rồi. Là tôi đi, Washington DC nào tôi làm tôi biết mà, tôi đi họ đó tôi đi nhiều lắm. Hiếm lắm. Không, cũng có biết. Lẽ là có thể là chẳng qua là có thể là hồi nãy anh đi thằng Jeff Lu chưa? Một bạn Jeff, này. Jeff Lu đẹp lắm. Jeff Lu đi nhiều. Jeff Lu Pam Em ngày xưa cũng đẹp lắm. Anh em thì nó trở thành quá khứ rồi, không nói nữa. Không, đẹp, dễ thương lắm. Bạn KNT nói là salary too low, tức là có thể là lương của các cô đó ở đây nó không có cao, cho nên nó không hấp dẫn được các cô xinh đẹp. Các cô xinh đẹp thà đi làm nghề khác. Không, cũng có chứ phải không, mà nó không xinh đẹp lắm, khoảng 30%.
cũng có nhiều cô đẹp lắm, 30%. Bữa nào anh có đi thì anh chụp hình cho đúng mọi rồi, người làm chứng. Không, có nhiều cô đẹp lắm chứ. Tôi đi dép lưu và tôi đi... Nhất là mấy đường bay ngắn là thậm chí là toàn đàn ông không à. Đúng rồi. Đó. Đàn ông, đàn bà. Thì có người họ phải giải thích là tại vì ở đây người ta không quan tâm là đẹp không đẹp, miễn là coi như là phục vụ nhanh nhẹn. Nhưng mà thực ra phục vụ nhanh nhẹn thì các cô đẹp vẫn có thể phục vụ nhanh nhẹn. Một phần nữa. Thì anh ấy quay ngày xưa khi họ làm tiếp công họ chưa mập. Bây giờ họ mập rồi, vậy không phải để họ làm tiếp. Anh hiểu không? Nó khỏi vậy. Một phần nữa là có thể là tại vì cái thị hiếu của văn hóa khách hàng. Châu Âu, châu Á nó khác. Khách hàng thì hoặc là cái văn hóa của Á Châu thì người ta trọng cái hình thức nhiều. Các cô là phải gọi là sửa sang rồi này nọ nhiều. Mà... Với lại bộ mặt của hầu như của đất nước. Nếu hàng không Việt Nam hoặc là Korean Airlines. Hoặc là có thể là cái nghề tiếp viên là một cái nghề coi như là cũng đã là có giá trị lắm ở đối với lại các cô gái ở Á Châu. Nhưng mà nó lại không phải là cái nghề giá trị hoặc là hấp dẫn lắm. À, đối với lại các cô ở đây thành ra bây giờ thì cái hình như cái nghề tiếp viên hàng không Việt Nam thì hầu như từ càng ngày nó cũng càng không ghê gớm lắm rồi. Không ghê gớm lắm. Cái cách đây mà khoảng chừng nghe nói cách đây khoảng vài chục năm á, ngay Việt Nam bây giờ nè, Việt Nam sau 75 đó mà làm tiếp viên hàng không cũng không phải chuyện đơn giản. Nhá. Ừ. Mới cái đây khoảng 20-30 năm trước đó, làm tiếp viên không cũng phải chuyện đơn giản nha. Đó. Ngoài các tiếp đại viên Á Châu đó thì các cô gọi là các cô Trung Đông cũng có vẻ xinh đẹp lắm, nhưng thực ra là che mạng hết trơn không biết, nhưng mà là nhìn thấy cặp mắt của họ rồi thấy cách trang phục một cách rất là diêm dúa của họ thì cũng thấy là họ cũng tuyển dữ lắm. Đúng rồi. Nhưng mà các cô đó thì chắc cũng chẳng cần phải tuyển gì nhiều tại vì che mặt hết trơn. Không có hàng không cũng đâu che mặt. Không. Hàng không lắm. Dubai thì không có che mặt. Nhưng mà hàng không Ai Cập thì che mặt hết. Chứ mặt lúc đó bị dịch rồi sao chứ cũng... Không, cái văn hóa nó vậy. Văn hóa phải vậy. Vậy. Đấy. À, có người thì nói rằng là Phương Trang Nguyễn đó là ngoại hình, ngoại ngữ, trình độ văn hóa. Đó là cái những cái yêu cầu đối với là các cô tiếp đại viên hàng không Việt Nam. Đúng rồi. Còn Mỹ thì nó tiếng Anh là của nó rồi. Đâu cần ngoại ngữ đâu gì nữa, anh hiểu không? Thường thường vậy. Mà ngay cả không, cái này mình nói cho nhưng nó mà công... tôi nghiêng về giả thiết mình là... nói cho nó công bằng. Là, anh nói hết đi. Tôi nghiêng về giả thiết nên lựa những cô xinh đẹp chút. Đó, tôi tính nói những cái điều đó. Tôi nghiêng về giả thiết đó. Nói cho nó công bằng là các cô hàng không ở Mỹ thì nên tuyển hơn chút xíu nữa. Hoặc là các cô ấy nên tham gia đi nữa. Mà tôi nghĩ chắc là rất là tự do lựa chọn, mà chắc là cái nghề đó nó khổ quá. Bay tới bay lui mà lại không có được thoải mái hay là không được nhiều tiền, cho nên là các cô ấy không có lựa chọn. Thà đi làm vô mấy cái nghề. Nếu anh nói vậy chứ mà mấy nhà hàng, cà phê hàng không của anh đồ đẹp lắm nha. Mấy cô trẻ rồi đẹp lắm á. Tôi có đi tôi biết mà. Tôi đi 2-3 dòng tôi biết. Lâu lâu có đẹp, đẹp lắm, đẹp. Đúng ra thì là các đường bay mà gọi là đường bay gọi là xa hoặc là đường bay long distance đó, không phải là đường bay gọi là ngoại quốc á, thì thường là còn tuyển hơn một chút xíu so với các cái đường bay nội địa 1-2 tiếng đồng hồ. Đúng rồi. Nhưng mà anh đi thử coi ở trong Việt Nam. Ở mấy nước khác tôi chưa có bay nội địa nhiều, nhưng mà trong Việt Nam thì thí dụ như là bay từ Bắc vô Nam hay là từ Sài Gòn ra Đà Nẵng này nọ, họ cũng tuyển kinh lắm. Đúng rồi. Và phục vụ có thể nói cũng là rất là chu đáo. Đúng rồi. So với lại các cô tiếp viên ở đây thì đâu đấy, vừa rồi tôi về lại Mỹ tôi đi thử cái tôi bỏ vé, tôi có vé về lót và tôi bỏ, tôi mua vé từ Sài Gòn đi thẳng về Sa Văn á, tôi phải mua vé ngược về đây nữa, tôi mua thử mà đi công nhận vui, đã thiệt, đi thẳng luôn, đã thiệt. Mà mấy cô đẹp lắm. À, anh đi Vietnam Airlines thẳng từ Sa Văn về Đà Nẵng á hả? Không, chuyến là không, tôi chỉ đi qua thôi. Anh hiểu không? Đi tôi qua về, rồi. Tôi về hãng phi rồi. À, nhưng mà sau này tôi bỏ vé, bỏ vé khứ hồi. Bỏ vé khứ hồi, tôi mua thử một chiều. Mua thử là tôi thấy quảng cáo quá, tôi mua thử đi mà cũng dễ thương lắm, được lắm. Nhưng mà mấy cô dễ thương là mà nhiều khi tôi tiếp tiền không dám lấy nữa. Ăn uống tôi tiếp á, tôi bỏ 100-200 ngàn á, mà cô không lấy, tôi nói không em lấy đi không sao hết, không dám lấy, nhưng mà tôi nói không em cứ lấy, đó là cho em mà, cho mấy em mà không sao hết, đó, thì tôi nói lắm mấy cô mới lấy, nhiều khi họ đem đồ ăn cho mình, họ dọn đồ á, tôi bỏ tiền tiếp đó, tại mình cũng quen rồi đó. Tiền tiếp trên máy bay nhiều khi các cô không được lấy. Không, cô có quyền lấy. Có quyền lấy không? Nhưng mà họ ngại. Tôi nói không em lấy đi không sao hết, cuối cùng họ. Wally Nguyễn nói cái này không biết có đúng không?
giờ nước Mỹ đang có làn sóng bình quyền sắc tộc, ngoại hình vân vân. Tiếp viên mà không tuyển mấy người có ngoại hình trung bình trở xuống thì có khi còn bị tẩy chay. Vậy đó. Có không? Anh nghĩ có không? Không, đáng, nhưng mà nó nước Mỹ thì nó khó hơn vấn đề gọi là bình đẳng này nọ, thì nó khó hơn những nước khác. Khó hơn cái Việt Nam mình, ví dụ vậy. Việt Nam mình thì Việt Nam Airlines nhất phải chọn cũng hơi cao ráo một chút để thấy vậy đó. Và cái cách phục vụ thì nó có vẻ rất lễ phép. Đúng rồi. Theo cái cách Á Châu đó. Mà tôi thấy cũng đúng, chọn những người mà nó nhẹ nhàng một xíu nhưng mà nó bị béo phì quá thì đi nó cũng nặng nề, nó cũng đủ thứ chuyện trên đài. Nhất là mấy cái hàng ghế mà nó nhỏ nhỏ đó. Phải nghiêng nghiêng bên. Mình không có chê những người mà mập, mình cũng không có đóng gì đâu. Không nên là kỳ thị như vậy. Nhưng mà nói về cái công việc nào đó. Công việc nó cũng khó. Tôi là nghiêng về cái chuyện mà họ tuyển lựa chút xíu. Tôi nghiêng về. Bây giờ có lẽ là tại vì không có đủ nhân tuyển thì họ phải như thế thôi. Đúng rồi. Sao có cái bạn Phương Trang Nguyễn này nói là anh Phúc khoái khoái cười tủm tỉm. Có không? Anh có cười khoái khoái cười tủm tỉm không? Không, thật sự ra không có gì nó bất cỡ. Mấy cô Việt Nam mấy cô mà hàng không Việt Nam hay là máy bay Việt Nam, mà những cô Việt Nam khác mà họ đẹp đó, mình chiêm ngưỡng cái đẹp à. Đó, cũng không có gì để bắt cả, mình là đàn ông mà. Đúng rồi. Đó, không có gì mà giấu giếm hết trơn. Thì anh bay gọi là 20 mấy tiếng đồng hồ rồi. Ngồi nhìn ngắm một cái bông hoa đẹp đi vòng vòng thì nó cũng nhẹ nhàng cái tâm lấy hơn là không có gì bắt cả mà. Nếu mà tôi có vợ tôi cũng không bắt cả nữa. Tôi cũng nói thẳng đấy. Cái này mình nói ở góc độ của đàn ông. Còn không biết là phụ nữ thì họ có quan tâm tới cái chuyện đó hay không? Hay là con nít nó có quan tâm tới chuyện đó? Họ có thể phụ nữ có cần thiết phải có một cái cô tiếp viên đẹp gái hay là họ thích một cái ông tiếp viên phụ nữ trai? Họ vẫn thích người đẹp. Có nhiều phụ nữ tôi thấy tôi cũng thích người đàn ông. Anh hiểu tôi nói không? Nói tôi không tin, bây giờ hỏi khán giả coi cô nào là phụ nữ mà lại muốn có tiếp viên đẹp thay vì tiếp viên xấu thì đánh số 1. Nhưng mà tôi đã nghe không quan tâm tôi đã không? Nghe người phụ nữ họ nói là trời ơi cô là đẹp ghê, tôi còn thấy khoái hơn gì đàn ông. Đó là tôi chính nghe người miệng phụ nữ nói đàng hoàng. Vậy đó hả? Hay là họ nói vậy thôi chứ? Không, tôi nghĩ họ nói thật. Tùy theo cái trường hợp mình biết. Đó là câu chuyện bên lề, các đó. Cô sứ ngôn viên. Thế nói vậy thôi. Đó là cái rõ ràng là cái chuyện mà mình nhìn thấy rõ ràng trước mắt. Bay đi bay lại thì sẽ thấy cái chuyện đó ngay thôi. Qua chuyện Mỹ đi, đáng lẽ mình một lần nữa là đáng lý nói chuyện Việt Nam sau. Nhưng mà tại vì một bạn đó đặt cái câu đó ngay từ đầu cho nên mình đã nói tới như vậy. Quay trở lại chuyện Hoa Kỳ thì... Mà không, mà nếu qua vụ án này mà mấy cô bị tha bổng được thì thật sự ra cũng mình cũng vui. Chứ thật sự mấy cô có vì đồng tiền mà mấy cô này dướng vào bị chung thân tử hình thì mình có vui đâu. Mà tôi thấy cái đây là một chuyện chờ đợi của tôi. Thấy cái sự tha tội hoặc là không đủ bằng chứng cái tội tôi mừng lắm. Nên mừng cho bốn cuộc đời họ vẫn tiếp tục mà họ không như nhúng trào. Thì cái điều cảm giác của tôi là đúng. Từ đầu tôi nghe vụ án thì tôi thấy họ cách họ trả lời cảnh sát, cách họ này nọ, tôi thấy là tôi thì không, họ không trong đường vậy đó. Nhưng mà bây giờ là có không bị tội đi nữa thì cũng hết đường quay thì trở lại hàng không airline. Không, họ kỷ luật luôn mà. Kỷ luật luôn. Thì họ đi qua hãng khác họ làm. Cái đó tôi chưa nghiên cứu, tôi không biết. Có khi ban luôn cái phần có thể là ban luôn hàng không. Đó mình thì qua làm nghề khác thôi. Thì cũng phải chịu thôi. Đó là một cái, nhiều khi cái vụ án điểm đó họ không làm không được. Có thể là không cho con máy bay này bay nữa thì có thể làm cho phục vụ anh. Được không? Làm trong nhà ga anh. Cũng như là làm mặt đất đó, hỗ trợ mặt đất đó. Được không? Bán vé, soát vé hoặc là đại khái vậy đó. Đó, đại khái là như một vậy. Cái bạn này tên là Quang Trần, nó là tiếp viên Vietnam Airlines phải mặc áo dài khá khó chịu. Công việc không dễ chịu đâu. Đúng, anh nghĩ rằng là tiếp viên hàng không nên mặc áo dài không? Tại vì áo dài truyền thống của Việt Nam mà. Tiếp viên hàng không Việt Nam nó khác với tiếp viên hàng JetBlue nó khác. Đúng rồi. Jet gì đó, Jet cái gì của Việt Nam mình. Vietjet Airlines. Bamboo Airlines rồi họ có mặc. Mấy người đó thì không mặc. Nhưng mà tại vì áo dài là một cái traditionally cái dress cái bằng gì cái biểu tượng áo dài biểu tượng truyền thống của Việt Nam rồi. Đó thì mình nên mặc áo dài, nhưng mà như vậy đi phục vụ nó không khó. Thì khó, nhưng mà họ mấy chục năm họ làm được, mà tại sao giờ đeo cái chuyện nó khó là sao? Từ Việt Nam Cộng Hòa cũng là cũng mặc áo dài mà. Thì khó nhưng mà phải không phải là không làm được. Thật ra mấy hãng khác như là hãng của Ấn Độ thì họ cũng mặc áo gì luôn, cũng mặc áo dài dress của họ. Dress đó. Nói chung khó nhưng mà phải không nhưng phải mà không nó tạo được cái điểm khác biệt so với những cái hãng khác. Chắc chắn 100%.
Chiếc áo dài màu xanh lam đẹp như giống giống màu của chiếc áo anh đang mặc phải không? Đúng, từ từ vậy. Màu xanh da trời đó. Màu xanh da trời. Da trời. Anh mặc áo hôm nay có màu màu thiên thanh đó gì không? Hả? Màu thiên thanh. Màu áo thiên thanh thơ nghe vậy nào. Xin chào quý vị, tôi tên là David Trần. Chắc quý vị còn nhớ, tôi đã từng giúp rất nhiều quý vị kiếm được tiền qua chương trình PPP của chính phủ Mỹ trong thời gian COVID vừa qua trên phố Bosa TV. Hôm nay, David muốn giới thiệu tới quý vị một chương trình mới để kiếm được tiền, rất nhiều tiền mà không cần vốn. Quý vị đang xài điện thoại, quý vị đang trả hóa đơn bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khỏe hàng tháng. Đó là những nguồn tiền mà quý vị sẽ được thu vào thay vì chỉ trả ra. Làm như thế nào? Hãy đón xem chương trình Không Sợ Nghèo với David Trần hàng tuần trên phố Bosa TV.